Kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ mưa chuyển mùa xuất hiện nhiều, nắng nóng sẽ giảm dần. Còn ở Trung Bộ từ ngày mai giảm mưa, trời nắng. Còn từ trưa đến chiều nay, ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng hay là Quảng Nam đã có mưa to, thể hiện là độ phản hồi màu cam ở trên ảnh radar này. Mưa to nhất đó là Phong Điền của Thừa Thiên Huế, lượng mưa ở đây đã lên đến 85 mm. Dự báo mưa vẫn sẽ còn tiếp diễn trong tối và đêm nay. Thế còn sang ngày mai thì mưa giảm, trời nắng lên. Khu vực từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ vừa phải, 31 đến 32 độ C. Phía Nam miền Trung, từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết có nắng nóng cục bộ ở Tuy Hòa, 35 độ C. Xuống Nam Bộ ngày mai vẫn có nắng nóng 35 đến 37 độ C ở cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Khi rãnh thấp xích đạo có xu hướng dịch dần lên phía đất liền thì vùng nắng nóng sẽ thu hẹp và đến ngày 15 tháng 5 thì nắng nóng sẽ chỉ còn xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Với khu vực Tây Nguyên từ sáng đến chiều mai trời nắng, nắng nóng cục bộ xảy ra ở Kon Tum, Buôn Ma Thuột 35-36 độ C. Về chiều mưa dông sẽ xảy ra ở 1/2 diện tích của khu vực này. Mưa trong giai đoạn chuyển mùa thì rất dễ kèm theo lốc sét nguy hiểm. Với miền Bắc ngày mai trời tiếp tục nắng nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ. Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sang đến Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La hay Hòa Bình, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30-32 độ C. Chiều tối, mưa dông nhiệt xảy ra cục bộ và rất nhanh. Trên biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai cảnh báo có mưa dông, đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.